lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay. Kế hoạch năm mới, dậy sớm, đọc sách, lên kế hoạch, vận động, biết ơn, ở một mình, viết nhật ký, sống một cuộc sống kỷ luật. Tự giác, kỷ luật là công cụ quan trọng nhất để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, cũng là cách xóa tan đi đau khổ đời người một cách nhanh và hiệu quả nhất. Tự giác, kỷ luật có thể khiến cho một người trong 365 ngày biến mình trở nên tốt hơn. Hy vọng clip này sẽ thức tỉnh rất nhiều người. Franklin nói, tôi trước giờ chưa bao giờ trông thấy một người dậy sớm chăm chỉ, thận trọng, thành thật nào phàn nàn số mình không tốt. Phẩm cách lương thiện, thói quen tích cực, ý chí kiên cường sẽ không bao giờ bị cái gọi là vận mệnh đánh bại. Tự giác, kỷ luật là công cụ quan trọng nhất để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, cũng là cách xóa tan đau khổ đời người một cách nhanh và hiệu quả nhất. Tự giác, kỷ luật có thể khiến cho một người trong 365 ngày biến mình trở nên tốt hơn. Xem như là một nghi thức nói lời tạm biệt với bản thân trong quá khứ, từ hôm nay bắt đầu một cuộc sống mới. Dậy sớm, đọc sách, lên kế hoạch, chạy bộ, ở một mình, viết nhật ký, sống một cuộc sống tự giác, hiệu quả. Dậy sớm. Mỗi ngày dậy từ 5 giờ sáng. Một ngày 365 ngày, mỗi ngày dậy sớm trước 1 tiếng, vậy là bạn sẽ có 365 tiếng đồng hồ nâng cao hiệu quả. Buổi sáng dậy lúc 5 giờ, buổi trưa ngủ nửa tiếng, buổi tối ngủ 10 giờ. Sáng sớm rất yên tĩnh, suy nghĩ cũng theo đó mà rõ ràng hơn, hiệu suất đọc sách cũng như học tập là rất cao. Đọc sách. Đọc sách 30 phút. Mỗi ngày dành ra 30 phút đọc sách vừa thêm được tri thức mới mà vừa làm phong phú tâm hồn. Cá nhân tôi mỗi tuần sẽ đọc một quyển sách. Không phải ngẫu nhiên mà các doanh nhân rất thành công lại rất xem trọng việc đọc sách. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, đọc một cuốn sách, tầm nhìn rộng mở, biên giới tâm hồn cũng đầy màu sắc hơn. Lên kế hoạch. Lên kế hoạch 30 phút. Lên kế hoạch là thói quen được tôi rèn rũa từ năm 8 tuổi. Chuẩn bị một quyển sổ viết kế hoạch. Mục tiêu là lướt đầy quyển sổ đó, không bỏ lỡ bất cứ mục nào. Trong vòng 1 năm, lưu giữ lại những dấu ấn cuộc đời. Tôi chia kế hoạch ra thành các mục tiêu dài hạn, kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần và kế hoạch ngày. Chẳng hạn như kế hoạch năm nay là chạy được 1.000 km, đọc 50 quyển sách, tham gia một cuộc chạy thi marathon. Đầu mỗi tháng tôi sẽ ghi ra bảng biểu kế hoạch cho mỗi tháng, chẳng hạn như lựa chọn một ngày để detox, thanh lọc cơ thể. Lúc lái xe sẽ nghe đài. Kế hoạch ngày bao gồm mỗi sáng squat trong vòng 5 phút, buổi tối viết nhật ký và đọc sách, mỗi ngày uống ít nhất 5 cốc nước. Bạn có thể đặt chuông nếu là một người lười uống nước. Tập thể dục. Tập thể dục 40 phút. Tôi đã bắt đầu chạy bộ từ năm 2017. Mỗi tuần tôi chạy bộ ít nhất là 3 ngày, mỗi ngày ít nhất 5 km. Chạy bộ là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì rất lớn. Lười một vài hôm thôi, bạn sẽ không có hứng thú muốn bắt đầu lại nữa. Trước đó, thay vì nói là đi chạy thì tôi đang ép mình chạy thì đúng hơn, bởi tôi muốn sức khỏe mình tốt hơn, bởi mọi người nói tập thể dục rất tốt, nên tôi nói một cách chính xác là đi chạy như một cái máy. Nhưng sau đó, tôi không còn làm kiểu chống đối nữa, thay vào đó tôi tận hưởng quá trình chạy, tận hưởng mỗi một quá trình tôi chạy vượt qua chính mình. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra thái độ của tôi quyết định chất lượng cuộc sống của mình. Sau đó, chạy bộ trở thành phương thức giải tỏa áp lực của mình. Tôi không ép bản thân nói mình chạy không nhanh, mà nói với bản thân rằng không vui hãy đi chạy bộ. Sau khi toát hết mồ hôi, cơ thể mệt rồi, ngược lại lại cảm thấy rất thoải mái, tâm tịnh hơn rất nhiều. Ngoài ra mỗi ngày tôi còn dành ra nửa tiếng tập các bài dưỡng sinh công. Sau một khoảng thời gian luyện tập, tôi cảm thấy bản thân thay đổi khá nhiều, chẳng hạn như là bình tĩnh hơn, thoải mái hơn, không còn có quá nhiều áp lực đè nén như trước nữa. Cứ kiên trì tập thể dục, vận động cơ thể trong thời gian dài rồi bạn sẽ nhận ra sự khác biệt. Biết ơn. Lúc trước tôi hay mang trong mình tâm thái thích oán than, luôn cảm thấy có những chuyện không trút ra được thì không vui lên được. Giữ trong lòng sẽ chỉ khiến mình khó chịu, nhưng sau này tôi phát hiện ra rằng ca thán không giải quyết được vấn đề. Có những chuyện càng nói nhiều sẽ càng bực mình. Người chịu thiệt suy cho cùng vẫn chỉ là mình. Thậm chí đôi khi còn so sánh mình với người khác để rồi nảy sinh tâm lý tự ti. Khi ý thức được những thứ này, tôi phát hiện ra khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời thì ra đều để dành tặng cho những đố kỵ, đấu đá, oán than.
Hiện giờ tôi đã hơn 40 tuổi, đã không còn trẻ trung nữa. Đời người chớp mắt một cái, tôi không muốn lãng phí thêm bất cứ khoảng thời gian nào nữa. Hiện tại, tôi luôn đặt mình vào vị trí đối phương để suy xét, luôn biết ơn mỗi một người đã bảo vệ và yêu thương tôi. Tôi muốn trở nên kiên cường, độc lập, mạnh mẽ để cha mẹ không phải lo lắng, làm tấm gương cho con cái mình. Tôi dùng cách riêng của mình đi yêu bản thân và những người xung quanh. Quen với việc một mình. Sống trên đời, ai cũng cần cho mình những mối quan hệ xã giao, cần đến bạn bè. Nhưng cần thì không có nghĩa đó là phụ thuộc. Đường đời suy cho cùng vẫn là một cuộc độc hành. Đường của mình phải tự mình bước đi. Phải quen với việc một mình, độc lập, giải quyết được mọi chuyện. Ai cũng có những công việc riêng, thỉnh thoảng ngồi lại chén chú chén anh. Những ngày còn lại hãy quen với sự cô đơn. Có duyên, ắt phùng, vô duyên, ắt tán. Nói cho cùng, đời người là một hành trình đơn độc. Viết nhật ký. Mỗi ngày tôi đều viết nhật ký. Vừa là để viết ra những câu chuyện không vui, giúp giải tỏa áp lực. Vừa là để lưu lại những dấu ấn của mình trên con đường đời. Vừa là để nói chuyện, hiểu bản thân hơn. Vừa là để khích lệ bản thân cố gắng mỗi ngày. Sống là một người kỷ luật, tự giác. Ông trời nhất định sẽ không phụ bạn. Alex, theo Trí Thức Trẻ, cafebee.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.